Dạ hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Lại thêm nhiều, rất là nhiều cái là cô chỗ Sư Minh Tệ nói ra thì nó dẫn đến là trên TikTok và trên mọi người, trên cộng đồng bây giờ thì người ta đem lại, người ta đào lại những cái video clip cũ, cho thấy rằng là những cái bức nhất trong những lời nói của Sư Minh Tệ. Và tôi cũng nói luôn nha cả nhà, tôi nói đây, ông Minh Tuệ ông chọn cái hành tu nào tôi cũng đều ủng hộ ông cả. Bởi vì sao? Ông chọn cái đường hướng thiệt. Còn về cái việc mà có vấn đề mà sau này ông có lập tôn giáo mới, giáo phái mới gì đó thì tôi không biết, cái chuyện đó tôi không biết ha. Cái đó cũng không phải là trách nhiệm của tôi, và tôi cũng mong rằng là cái đó là cũng không phải đơn giản mà muốn làm là làm được đâu. Và tôi mong rằng là các những người xem video clip á, phải hiểu rõ một vấn đề ha. Tôi không muốn các bạn là đem cái ông Minh Tuệ ra để các bạn so sánh với người này, so sánh với người kia ha. Cho nên là các bạn nên nhớ một điều rằng á, các bạn đừng có thần thánh quá thành chân tu ha. Đây nè, mới đây thì có một bạn gửi cho tôi như thế này trong lời nói của Sư Minh Tà, ông Minh Tuệ này, là cứ tôi quên cái miệng sư sư hoài à. Đây, nước cốt nhũ đường trị đau lưng, nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu sâu bóp và bông gân, chật tay chật khớp, xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Đó, nói chung là bất nhất chỗ nói 2 năm, chỗ 3 tháng, nên là nhiều người họ xem họ gửi cho em chứ em cũng không có đi kiếm được mấy cái clip này của chú anh chị. Không, một chỗ 2 năm chỗ. Rồi, đó là những cái mà những người ta xem ta coi thì ta cho thấy. Rồi thêm một cái nữa là ở đây nhiều người ta cũng nói như thế này, một cái câu mà ông Minh Tuệ ông nói rằng là ông không phải thầy, ông cũng không phải sư, nhưng mà ở đây thì ông xưng với người ta là sư nè. Chương trình gì đấy? Sư đi học tập. Đây nha, sư đi học tập. Cho nên là nhiều người họ đào bới lại ha cô chú anh chị. Thế là sư thầy đi chương trình gì đấy? Sư đi học tập. Đi học tập. Đi để tự mình học tập, rèn luyện cái bản thân mình. Để mà bỏ bớt cái tham thân của mình. Để tự mình học tập. Và chương trình của sư thầy là vẫn phải đi bộ đúng không? Tự mình. Xe tháo phương đi đất một đời lâu. Sư đi khi nào phương cũng phải đi bộ như thế. Sư lúc nào sư phải đi bộ như thế. Thế là chùa của sư thầy ở đâu ạ? Sóc kỳ với tao thời gian đó. Gia đình anh ấy thì luôn được hạnh phúc và lâu dài. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Cái này là đó là rất là rõ ràng là ông chỗ ông Minh Tuệ ông xưng là sư rõ ràng ha. Ngày xưa còn là sư. Nhưng mà tôi thấy cái chỗ này nè cô chú anh chị, cái chỗ mà cái chuyện mà người ta tu cô chú anh chị, xưng thầy xưng sư thì do người ta xưng thôi. Nhưng mà tại vì có những cái lời nói bất nhất, và cộng đồng cũng đào bới lại những video clip cũ để cho thấy rằng là những cái lời nói nó bất nhất của ông Minh Tuệ. Cho nên đó là tôi thấy ông Minh Tuệ thứ nhất là như cái gì? Những ngày đầu tôi theo tôi cá nhân tôi góc độ tôi phán đoán á, những ngày đầu chắc có lẽ là ông thất bại trong cuộc sống. Nói thẳng là ông thất bại trong cuộc sống và trong tình yêu thì cũng không có cái gọi là nó màu sắc. Cho nên là ông coi như là ông tìm con đường coi như là đi tu tu chỗ này đi tu chỗ kia ha, đi tu chỗ này đi tu chỗ kia.
Còn cái chuyện mà ông gia nhập những cái đạo giáo hay là những người kia là họ có những cái mà muốn lập đạo giáo mới gì 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 đó thì có lẽ là không biết có ông Minh Tuệ nào ông có biết hay là không, và ông có muốn hợp tác hay là không hay như thế nào đó thì mình cũng không biết được. Tại vì trong cái chuyện mà tu tập có nhiều người họ tu thì không có nhiều, nhưng họ ảo tưởng thì nhiều của chú anh chị. Thật sự họ bị ảo tưởng đâu của chú anh chị, họ coi như là không muốn, là coi như là họ bị sao bị giống như là bị coi như là tu nhưng mà tâm nó còn sân. À, coi như là những người này làm không vừa ý mình, những người kia làm không vừa ý mình, cho nên dẫn đến cái việc mà gọi là chán nản, bất mãn đó, những việc như thế đó coi chú anh chị. Dẫn đến những cái việc mà coi như là dẫn đến là muốn mở một cái trường phái mới, cái giáo phái mới rồi do mình lập ra, do mình tự đặt ra, do mình tự nghĩ ra gì gì đó. Nhưng mà thiệt chất ra tôi nói coi chú anh chị nghe gì nè, thật sự ra chỉ một số người nào đó họ u mê, họ lú lẫn á, cho nên là họ chưa nhìn ra một cái góc độ mà coi như là một cách khách quan thôi. Họ thấy như vậy do truyền thông họ đẩy cao trào, bởi vì có hiện tượng mạng là như vậy đó. Cô chú anh chị thấy rằng là qua những cái hiện tượng mạng rồi coi như là bùng nổ này cái kia nọ là nhiều thứ để người ta dẫn đến lú lẫn mê muội đó, một thời gian nào đó rồi cũng hết. Cô chú anh chị thấy rằng là một thời gian nào đó thôi. Thật sự một người phải có tài năng nha, phải có tài năng thật sự, và có thật sự cái gọi là cái tài nguyên của mình thì nó còn tồn tại với cái mạng xã hội này. Chứ thật sự ra nếu mà không có tài nguyên, không có tài năng, một thời gian nào đó nó cũng lòi ra những cái góc khuất bên trong, và những người u mê mê muội đó họ sẽ bỏ, họ sẽ không theo nữa. Bởi vì họ thấy thấy rằng là người này chả có cái gì để theo, và giống như là thùng rỗng mà kêu to thôi, do mạng xã hội đẩy cao trào thôi. Có chút gì ai đâu cũng vậy hết à. Cho nên về cái việc đó cái việc mà coi như là dẫn đến dẫn đến ông Minh Tuệ này, dẫn đến thần thánh quá cao trào, đẩy đến một cái câu chuyện nó thần thánh quá rồi cái đầu mạng xã hội đẩy cao trào lên đó, thì nhiều người á coi như là lầm tưởng là ông Minh Tuệ là một bậc chân tu, một bậc chân nhân, một bậc Phật sống. Cho nên nó rất là nhiều người tôi thấy như thế này nè cô chú anh chị, tôi thấy rất là tranh luận tranh cãi rất là nhiều, cho rằng sau khi gặp ông Minh Tuệ đó học từ ổng được rất nhiều. Tôi hỏi xin lỗi các bạn, học được cái gì từ ổng, hỏi một câu, học được cái gì, học được cái gì từ ông Minh Tuệ nè? Kham nhẫn tha tha bỏ tham sân si, đúng không? Nếu mà mấy người đã nói gì là sai nữa, những người mà coi như là cho rằng ông Minh Tuệ là thầy của họ mê muội đó, là những người đó cực kỳ sân si và cực kỳ hỗn láo. Ai mới nói tới ông Minh Tuệ cái là bắt đầu nhảy dựng dựng lên, là vô nhà người ta chửi, hoặc thậm chí gọi điện chửi người ta luôn. Vậy thì bỏ dữ chưa, đúng không? Không có học được cái gì hết trơn á. Ông đâu có thuyết, ông đâu có giảng gì đâu mà học. Có nhiều người họ nói rằng là ông Minh Tuệ ông nói nhiều cái câu nói mà ngồi mà ngẫm đi nghĩ lại mà tự nhiên rơi nước mắt. Rơi cái gì ở đây? Anh chị chả có gì để rơi ở đây chứ. Những cái ông Minh Tuệ ông nói là gì? Những cái ông Minh Tuệ ông nói là chỉ dựa trên sách vở nhà Phật đã viết sẵn trong đó chứ. Ông đọc tới đâu, ông biết tới đâu, ông nói tới đó. Tôi như tôi nói đi nói lại rồi, ông Minh Tuệ này ông chẳng qua ông đang đi học tập, nhưng mà do ông quý anh chị mê muội cái sự khác biệt, ông đôn nồi cung điện rồi ông mặc áo coi như là vá nhiều màu như thế, anh chị cho rằng là một cái vị cao tăng, cái bậc chân nhân này cái nọ đó. Cho nên là anh chị là coi như là lầm tưởng lầm lẫn, cho nên anh chị đem ra so sánh với người này, so sánh với người này, gặp ngay cái lúc thời điểm mà coi như là những ông này những ông kia lên phát ngôn bừa bãi rồi đó, thấy không? Cho nên nó là không có kiểm chứng đó. Thì đâm ra là cái vị tự nhiên cái vị lên bán bổ Phật pháp, cho rằng là ông Minh Tuệ đã chiếu ra những cái bậc ma tăng xàm tăng này kia đó, đó là điều rất là vớ vẩn. Ông Minh Tuệ thì không bao giờ có vị đem so với những người kia được. Những người kia người ta tu á, ít nhiều gì thì cũng nhiều năm hơn, ít nhiều gì cũng có nhiều cái Phật pháp, nhiều cái nghiên cứu hơn. Ông Minh Tuệ này chỉ là mới đi tu, và cái vị cho rằng là già đi bộ, cái quý vị thấy nãy không, cái đầu clip á,
thấy rằng là một chỗ thì ông nói mới đi có bảy con đi rời chùa được 7 tháng, một chỗ thì ông đi ngoài đường ông nói là rời đã 2 năm. Những cái lời nó bất nhất trong những lời nói, cho nên nó dẫn đến là nhiều người người ta không có đồng ý, nghe không? Rồi những cái lời nói ông ra, nhiều người đi tu, người nhờ cả nước đi tu thì chỗ khác nè, chỗ khác là người ta coi như là để dâng cơm dâng gạo rồi tới cho ăn Mỹ đồ này kia nào, những cái như thế nó dẫn đến là tranh cãi của chú anh chị. Rồi xong cái nhiều cái nó chừa bỏ cha bỏ mẹ, cái người ta tranh cãi nhiều nhất là người ta tìm hiểu và người ta bật ngửa nhất là cái mà coi như là dù con đang đi cha mẹ có đến khóc ha, và cha mẹ con coi như là có đến khóc thì con cũng không về, mà con đang đi bộ như thế mà con mà coi như là cha mẹ con mất thì con cũng không về dù cho con biết. Đó là những cái mà coi như là nó hầu như là coi như là những người coi như là không đồng ý với ông Minh Tuệ là cái việc đó đó của chúng chị, hoàn toàn không đồng ý. Coi như là khi mà thốt ra và nghe được những video clip như thế đó thì coi như là hoàn toàn sụp đổ, không còn cái hy vọng nào cả. Cho nên những cái việc mà tranh cãi bây giờ nó nhiều tranh cãi lắm, nãy coi như là tranh cãi ta nói sùm trời đất trên không gian mạng xã hội này, không phải đơn giản đâu cả nhà. Cả nhà biết rằng là em mở cho cô chú anh chị xem nè, nhiều người tranh cãi nè. Suy nghĩ kỹ lại, ông còn thua thằng ăn mày. Tại sao là tôi phải nói ông thua thằng ăn mày? Cái người ăn mày người ta sinh buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa, buổi tối, ai cho cái gì lấy cái đó, đúng chưa? Ai cho tiền, cho bạc, cho vàng, cho vòng, cho cơm, cho cá, cho cái gì lấy hết. Còn riêng công lên cũng chỉ một ngày một tử, còn quá nữa là không ăn nữa. Vậy thì ông còn bằng cùng trong xã hội không, mà bạn còn cái gì nữa, mà bạn còn nói được hỏi ông là không làm có mà ăn. Ông ăn dưỡng chưa, ăn bữa nay còn cái xương không đó, ông ăn dưỡng chưa? Cái tư duy của bạn chỉ có tới đó thôi đúng không? Vậy thì bạn ơi, bạn đi học lại đi bạn ơi, bạn về bạn học lại, tôi là tôn trọng bạn, thấy không? Tôi kêu bằng bạn, bạn bằng bạn là vậy là bạn hiểu rồi đó. À, rồi bạn ơi, như bạn nói là sư Minh Tuệ là có lợi cho đất nước xâm lầm rồi có lợi cho dân đúng không? Mình nói bạn nghe nè, Bách Khoa Toàn Thư ở Mỹ, tại sao ghi tên thầy vô trong đó? Cái đó là đơn giản như vậy thôi. Tại sao mà có một cái quyển sách mà nhà ở ngoài Đà Nẵng người ta mới vừa đăng lên là 600 trang về sư Minh Tuệ? Nó đơn giản thôi, Bách Khoa Toàn Thư cả thế giới mà ghi tên của sư Minh Tuệ ở Rồi Đà cái Nẵng. này là mấy mấy người này nói là không có kiểm chứng rồi, ảo. Những cái trang web web game Macadia đó trên trên Google đó có vấn gì, nó thể nó lập ra nó viết nó làm đủ trò trên đó hết. Bách Khoa Toàn Thư nào của Mỹ mà đi viết coi như là ông Minh Tuệ vào trong đó có vấn gì, kiểm chứng chưa? Nếu mà được viết vào tôi dám chắc với cô chú anh chị báo chí họ sẽ đăng ngay, bởi ông Minh Tuệ này ông đâu có đại diện cho một tôn giáo nào đâu, ông đâu có đại diện cho một Phật giáo hay là Nam Tông Bắc Tông đâu, ông không có đại cho tôn giáo luôn nữa đúng không? Ông chỉ là một người đang đi tu học thôi, làm gì mà có chuyện Bách Khoa Toàn Thư nào của Mỹ mà viết vô cô chú anh chị. Ảo tưởng, fan của thầy ảo tưởng, quá ảo tưởng. Tôi sẽ làm một clip riêng về vấn đề này, đúng không? Để tôi cho các bạn thấy là cái sự tranh cãi về ông Minh Tuệ này, cô chú anh chị cứ lướt trên top top buổi tối nó đông cực kỳ, đông đông đen hết trơn, và họ tranh cãi. Mà tôi nói thật chứ những fan của ông Minh Tuệ mà những người mà cho rằng là thầy của tôi, sư phụ của tôi này kia nào, những người đó họ sân lắm, hỏi họ không trả lời được. Họ cứ nói rằng là một cái gì đó nó mông lung, nó mơ hồ, nó mơ tưởng lắm, nó ảo diệu lắm. Tôi đã nói rồi, trong cuộc sống chúng ta nó phải có những cái thứ hiện đại nhất và thực tế nhất. Chúng ta có tin, chúng ta có về cái mặt mà coi như tin về vấn đề mà coi như là nghiệp nghiệp quả, nghiệp báo rồi đó, thì chúng ta có thể tin để chúng ta nhìn vào điều đó, chúng ta không làm những cái điều mà ác thôi, chúng ta làm điều thiện thôi. Chứ còn mà để mà lấy cái đó mà để làm coi như là chân lý, mà coi như là để mà coi như là sống dựa vào cái đó đừng làm gì cả thì thôi có thua, sao phát triển được cô chú anh chị, không? Nó giúp chúng ta không mua gian bán lận, giúp chúng ta nó coi như là
thay đổi về cái suy nghĩ thì được. Thôi đừng làm cái đó, như vậy như vậy như vậy như vậy, không ác thì ok. Chứ còn mà để mà áp dụng trong cuộc sống rồi thế này thế kia, ca ngợi nó thần thánh quá nha, ở nhà thấy không? Những người này là họ cứ thần thánh quá cái chuyện ông Minh Tuệ lên, cho nên dẫn đến những cái u mê lưu lẫn. Tôi nói thật nha, xin lỗi, nhất là mấy anh mấy mấy chị phụ nữ á, mấy anh đàn ông thì đôi lúc họ còn tỉnh táo ra, chứ mấy chị phụ nữ mà hơi sồng sồn mà hay đi chùa đi chiền, nó nghe bùi tai nghe mát tai cái là rồi lú lẫn theo đó. Nhiều người gia đình tan vỡ cũng từ những cái câu chuyện không đâu vào đâu, thậm chí giấu chồng giấu con, đem tài sản đem vô cho những người mà coi như là rót mật vào tai nữa, thậm chí như vậy nữa. Có chút gì nó nhiều câu chuyện đó, khổ lắm luôn á, anh chị phải tỉnh táo lên. Ông Minh Tuệ chỉ là một người đang đi tu tập thôi, không có ai nói ông tu sai mà không ai nói ông tu đúng, mà cũng không ai phản bác ông cái chuyện đó. Ông tu sao kệ ông, cái đó sự thật đúng không? Ông tu đúng á thì ông hưởng phước, mà ông tu sai thì ông nhận nghiệp quả, thế thôi đúng không cả nhà? Gõ gàng là như vậy. Nhưng cái vấn đề ở đây là có những câu nói ông phát ngôn khi mà nó lan truyền trên không gian mạng xã hội gây ra tranh cãi, nên người ta mới soi mói về cái câu chuyện ông tu như thế nào, tu ra làm sao, tu đúng hay chưa. Chứ còn cái chuyện ông tu cho ai, tu cho ổng, tu đúng tu sai chuyện của ổng chả liên quan gì tới xã hội. Nhưng mà ông phát ngôn trên mạng xã hội làm cho mạng xã hội nó gây xôn xao, gây tranh cãi, thấy không? Chia ra cãi nhau tỏi hết. Nhưng nó cái việc đó là không nên. Tôi nói rồi, chúng ta là người Việt Nam với nhau, yêu thương lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, không có chia phe phái, xong có chia rẽ tôn giáo với nhau mà để coi như là tranh cãi về cái câu chuyện ông Minh Tuệ. Vì tôi cho rằng á, tu đúng tu sai là việc của ổng, ha, ổng tu đúng thì ổng hưởng, mà ổng tu sai thì ổng lãnh. Thế thôi, chứ còn mà cứ chúng ta mà cứ chia ra phe phái rồi so sánh ông Minh Tuệ với người này chân tu này, chùa kia chùa nọ, cứ tối ngày cái đó mấy ông ở trong chùa tối ngày ha, bự chùa cao chùa bự làm được như Minh Tuệ này kia cái nọ không? Đó là mỗi người cho có chọn một cách tu. Bản thân ông Minh Tuệ ông cũng nói rằng là do những người đó là kiếp trước họ ăn ở có phước nên họ có chùa có chỗ tu, còn ổng thì chưa. Bản thân ông còn nói như vậy nữa, thì các bạn đừng có so sánh gì ở đây, đừng có chia rẽ nhau, đừng có la hét, đừng có chửi bới nhau. Và các bạn luôn luôn tỉnh táo trước mọi sự việc. Tôi chỉ khuyên các bạn như vậy mà thôi nha. Cũng một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đừng có chia rẽ, đừng có gì hết trơn. Chúng ta phải yêu thương nhau, đừng có đùm bọc lẫn nhau, thấy không? Mọi thứ còn phía trước, và cái sự mà tu đúng tu sai hoặc là những cái trong Phật pháp có nhiều, có người hiểu đúng, có người hiểu sai, và có người mỗi mỗi con người tự cảm nhận riêng, có góc độ hiểu riêng, có tự cảm nhận mỗi người mỗi khác nhau ha. Thì nó mọi thứ là nên đưa chúng ta đến chân thiện mỹ mà thôi ha. Cũng không có việc gì phải cãi nhau tỏi để làm gì, chia rẽ là lấy làm cái gì, không không được lợi ích gì cả. Chúng ta hãy thương nhau, đừng bọc lẫn nhau như quý vị đó. Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả con chú chị trong những video tiếp theo. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cô chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu xoa bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu âm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền nha, rượu sâu bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn đó, cũng bao ship toàn quốc luôn, coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tới bị chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu sâu bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.